chào các em nha. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong cái bài số 5 của hình học của học kỳ 2 trong chương trình toán lớp 6. Vẽ góc cho biết số đo trang 83, 84, 85. Rồi, bây giờ như thường lệ, các em đã sẵn sàng tâm lý cho việc tiếp nhận bài học chưa? Nếu mà các em sẵn sàng thì lúc nào chúng ta cũng có những bảo bối mang theo nhá. Và bây giờ không linh tinh liên thuyền nữa, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài thôi. Chu. Đó, bài của chúng ta nè. Trước hết thì chúng ta sẽ tìm hiểu về lý thuyết nhá. Vẽ góc trên nửa mặt phẳng này, người ta cho mình một ví dụ nè. Ví dụ nè. Cho tia OX vẽ góc XOY sao cho cái góc XOY này bằng gì? 40 độ này. Đó. Vậy thì họ giải này. Giải này. Đây chính là cái cách vẽ nha các em. Các em ghi cái này vào trong tập hay vào của mình để chúng ta làm này. Đây chính là cách này. Cách để chúng ta vẽ này. Được chưa? Bước thứ nhất này. Chúng ta đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có bờ chứa tia OX, tức là đây. Đúng không? Đấy. Chúng ta đặt thước đo này trên nửa mặt phẳng này. Nhưng mà cái thước đo này chúng ta đặt này thì yêu cầu này, sao cho tâm của thước trùng với góc O. Tức là cái tâm của thước này, này trùng với cái góc, góc mà cái góc chúng ta viết đó, vẽ này này. Đó. Tâm của thước đây chính là gì? Cái điểm O ở trên thước này, này nó trùng này, trùng với góc O này. Được chưa? Đấy. Được chưa? Và gì nữa đây? Góc O của cái gì? Tia OX này. Và tia OX đi qua vạch không, tức là cái tia OX này đi qua cái vạch này này. Đó. Thì đây chính là gì? Cái vạch không nhá. Được chưa? Kẻ tia OY qua vạch 40 của thước đo góc. Đó. Và bây giờ chúng ta sẽ kẻ một cái tia gọi là tia gì? Tia OY này. Đó, tia OY đúng không? Đó, qua cái vạch 40 này thì chúng ta sẽ chấm ở phía ngoài. Chấm ở phía ngoài cái cuốn sách hay cái tập hay là cái phần mà chúng ta viết. Đó, để sao mà gì? Tạo thành được một cái góc này 40 độ như thế này. Hiểu chưa? Đó, vậy thì đây chính là gì? Cái cách mà chúng ta vẽ nhá. Đấy, chúng ta chú ý nhá. Rồi. Tương tự như vậy thì với ví dụ 2 thì chúng ta sẽ vẽ một cái góc này. Góc ABC biết này. Biết góc này bằng 3 gì? 30 độ. Vậy thì chúng ta sẽ vẽ đầu tiên này. Chúng ta sẽ vẽ một cái tia gọi là tia gì? Tia BC. Đó, tia đầu tiên của chúng ta gọi là tia BC. Đó. Đây là B này. C, đúng không? Sau đó chúng ta vẽ tia BA tạo với cái tia BC này một góc là 30 độ. Vậy thì để vẽ được cái tia BA này, BA này thì chúng ta sẽ phải thực hiện tuần tự. Đầu tiên là chúng ta đặt thước đo góc trên nửa mặt phẳng có chứa cái tia B gì? BC nhá. Được chưa? Đó, sao cho này. Sao cho tâm của cái thước này trùng với gì? Trùng với cái góc B này. Đó, của cái tia BC. Được chưa? Đó, sau đó chúng ta gì? Ta vẽ tia BA ở đây 30. Đây 30 là đoạn này đúng không? Đây 30 độ. Chúng ta đánh dấu thẳng ở đây. Hiểu chưa? Đó, đánh dấu thẳng ở đây để chúng ta dịch kẻ thôi. Được chưa nào? Đó. Và bây giờ chúng ta chỉ nhiệm vụ là gì? Chúng ta kẻ từ cái góc ra cái điểm mà chúng ta vừa đánh dấu thì chúng ta sẽ được một cái góc. Đây là BA đúng không? Một cái góc ABC. Góc ABC này bằng gì? 30 độ. Được chưa? Rồi, xong nhé. Đấy, vậy thì đây chính là những cái cách mà chúng ta vẽ thì các em phải lưu vào. Rồi, bài phần số 2 về lý thuyết này. Vẽ hai cái góc trên nửa mặt phẳng, tức là cũng ở trên nửa mặt phẳng như vậy thì chúng ta sẽ vẽ hai cái góc. Đấy, cụ thể ở đây là một góc là 45 độ. À. Đó, và một cái góc nhỏ hơn
đó là 30 độ này, đó, được chưa? Đấy, vậy thì tương tự như vậy thì các em cái này, phần này các em có thể tự đọc và chúng ta nắm nội dung nha. Và thầy sẽ dành thời gian cho việc chúng ta giải bài tập, nó sẽ luyện hết lại những cái nội dung đó. Ta đến với bài tập đầu tiên đi. Bài số 24 này. Bài số 24 nhá. Yêu cầu mình vẽ góc XBI có số đo bằng 45 độ. Tức là chúng ta sẽ thực hiện vẽ cái góc là gì? XBI. Và cái góc này bằng bao nhiêu? 45 độ. Đúng không nào? Rồi, vậy thì để vẽ cái này thì chúng ta sẽ xem lại lý thuyết của phần số 1 đó. Cách để chúng ta vẽ. Đúng không? Này. Cách vẽ này. Thầy viết đến đâu thì chúng ta sẽ thực hiện đến đó này. Người ta hướng dẫn này, vẽ bệ tia BX này, sau đó trên một nửa mặt phẳng có chứa tia BX thì vẽ BI sao cho cái góc này được bằng 45 độ. Được chưa nào? Đó, vậy thì chúng ta sẽ có các cái bước vẽ như sau này. Thứ nhất là chúng ta sẽ vẽ tia là gì? Tia B gì? BX này. Đó, đầu tiên ta sẽ vẽ tia BX này. Đó, các em cứ đánh dấu, các em vẽ rất là bình thường thôi. Đó, vẽ tia BX nhé. Và từ những cái bài sau thì chúng ta nhớ quy trình. Đó, tia BX thì chú ý chúng ta đặt điểm đầu mút của nó, đúng không? BX. Rồi, được chưa? Tiếp theo này, về mặt lý thuyết thôi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt thước đo độ này. Đặt cái thước đo độ sao cho tâm của cái thước này, tâm của cái thước này, tức là cái điểm này gọi là tâm, đúng không? Trùng với gì? Trùng với cái điểm gì? Điểm gốc O của cái tia gì? Tia BX này. Và cái tia BX này sẽ đi qua gì? Qua vạch O này. Đó, hiểu chưa? Đi qua vạch O như thế này. Được chưa? Đấy, vậy thì từ đây thì chúng ta sẽ kẻ cái tia O gì? OI bằng bao nhiêu? 45 độ theo vạch của thước. Này, vậy thì đây 40, đây 50, vậy thì nằm giữa 45 và 50. Đây chính là gì? Điểm nằm giữa thì chúng ta đánh dấu ở trên này. Thầy kéo xuống chút cho các em nhìn. Đó, vậy thì do ở đây chúng ta không đánh dấu được bởi vì nó trên cái thước rồi. Chúng ta sẽ đánh dấu tít ra ngoài này nè. Đó, đây chính là gì? Điểm nằm giữa, đúng không? Đó, các em đánh dấu. Sau đó chúng ta gì? Kẻ thôi. Nó nối hai cái điểm, điểm vừa đánh dấu với góc. Được chưa? Đó, đây là gì? Y. Chưa, vậy chúng ta sẽ tạo được góc XBI này bằng 4 gì? 45 độ. Đó, được chưa nào? Đấy, vậy thì đấy là cái cách mà chúng ta vẽ. Vậy thì giờ thầy sẽ hoàn thiện ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ đặt gì? Đặt thước đo độ. Cái này chỉ là mặt lý thuyết thôi, đúng không? Chúng ta vừa thực hành xong rồi. Đặt thước đo độ sao cho tâm gì? Sao cho tâm của gì? Của thước trùng với cái gì? À, các em cứ nhìn vào cái phần lý thuyết này này. Trùng với góc O của tia OX. Vậy thì ở đây sẽ trùng với cái gì đây? Trùng với góc gì? Góc B. Trùng với góc gì? Góc B của tia BX. Đúng không? Và cái tia BX này phải như thế nào? Tia BX đi qua gì? Đi qua cái vạch gì đây các em? Vạch không, tức là cái vạch này, đúng không? Đó, của thước, đúng không? Đó, bước kế tiếp là chúng ta sẽ kẻ gì? Kẻ tia OI đi qua vạch gì? 45 độ của thước.
chưa? Đó. Lúc này thì chúng ta sẽ được gì? Lúc này thì chúng ta đã có gì? Có cái góc gọi là góc XBY bằng bao nhiêu? 45 độ. Đấy, đây chính là gì? Yêu cầu của bài toán, đúng không nào? Rồi, như vậy thì đây là cái cách vẽ nhé. Và từ cái bài này thì khi mà vẽ thì chúng ta cứ áp dụng theo cái cách mà thầy vừa trình bày ở đây. Đó, nếu nào chưa nắm được cái quy trình, các em có thể xem lại, tua lại, xả lại, quay lại nha. Rồi, ta đến với bài số 25. Vẽ góc YKM có số đo bằng 135 độ. Đó, vậy thì cũng không khác gì bài 124 này, đúng không? À, bài 24 này, đúng không? Rồi ta sẽ sang bài 25 này. Tức là bài này người ta cũng yêu cầu mình vẽ một cái góc YKM và góc này bằng bao nhiêu? 135 độ, đúng không nào? Rồi, vậy thì cũng giống như ở cái bài 24 thì chúng ta thấy này, YKM, vậy thì K ở đây sẽ là gì? Là góc của tọa độ. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ vừa thực hiện vừa vẽ luôn này. Cách vẽ này, thứ nhất chúng ta sẽ vẽ tia gì? Tia K gì? KM hay KY gì đều được hết, được chưa? Thầy này đặt tia là gọi là tia KY đi nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ vẽ một cái tia gọi là tia KY này. Đó. Cứ vẽ rất là bình thường thôi, không có vấn đề gì hết, đúng không? Đây chúng ta vẽ tia này, do nó bằng 135 thì các em có thể vẽ thẳng ở đây cũng được, thẳng hoặc là xéo tùy theo, được chưa? Đây, ta cứ vẽ một cái tia gọi là tia K đi, KY đi, được chưa? Đó, đây gọi là tia KY nhé, được chưa? Tiếp theo thì chúng ta sẽ đặt cái thước này. Đặt thước làm sao cho cái điểm K này, này nó trùng với cái góc không của gì, của thước này, và cái KY này nó chạy dọc theo gì, theo cái vạch của thước này, vạch không của thước này. Đó, không này là không độ nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn là bao nhiêu? 135 độ, tức là nó nằm giữa 130 với lại 145, đúng không? Đó, vậy thì 130 145 thì chính là cái điểm đằng này. Đấy, chúng ta phải đánh dấu ra tít đằng này, sau đó chúng ta dùng thước ta nối, chúng ta không cần phải nối từ tít ở đầu đánh dấu, mà chúng ta chỉ nối đến cái khoảng cách mà chúng ta cần vẽ thôi, được chưa? Đó, vậy thì đây nó thẳng đây thì phần này có chữ rồi thì các em chỉ cần lấy đến đây thôi. Đấy, chúng ta sẽ kẻ cái tia này gọi là tia K gì? KM. Đó, và chúng ta tạo được góc này bằng bao nhiêu? 130, 35 độ. Được chưa? Đó, vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện đó là đặt gì? Đặt thước đo độ sao cho tâm của thước, phần này lý thuyết thôi, các em viết lại cũng được, giống như bài 124 thôi, trùng với góc gì? Trùng với góc này, góc gì? Trùng với góc K của tia BI, à của tia KI. Đó, miệng thì nói thế này mà viết thế kia. Rồi, của tia KI này, được chưa? Và sao nữa các em? Và cái tia này KI này sẽ đi qua cái vạch gì? Vạch O của thước, được chưa? Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ kẻ tia KM đi qua vạch bao nhiêu? Vạch gì? 130, 35 độ của thước đo. Đó, lúc này thì chúng ta sẽ có gì? Lúc này thì ta có góc cần vẽ, đó là YKM.
M bằng 135 độ. Được chưa? Đấy, vậy thì đây chính là hai cái bài mà chúng ta thực hiện cái thao tác vẽ. Đó, và cái toán này gọi là toán dựng hình nha các em. Sau này ta học nâng cao này nó gọi là cái toán dựng hình đấy nha. Rồi, sang bài 26 nhé. Bài 26 thì yêu cầu mình gì nè? Vẽ góc cho biết một cạnh và số đo. Đó, tức là cái này người ta đã cho mình biết một cạnh rồi. Và người ta cho mình biết số đo của các góc rồi. Trong bốn cái trường hợp ở hình 35 này. Tức là câu A này sẽ tương ứng với hình A, câu B hình B, câu C tương ứng hình C và câu D hình D. Vậy thì ở câu A này, chúng ta làm việc cái hình A trước này. Người ta cho mình biết là cái tia BA và chúng ta cần phải vẽ góc BAC này. Chưa? À, góc BAC này. BAC này bằng gì? 20 gì? 20 độ. Đó. Vậy thì với cái này thì chúng ta đã có tia BA rồi, thì bây giờ chúng ta phải vẽ tia gì? Vẽ tia gì nữa đây? Đã có B gì? BA rồi. Thì còn lại sẽ phải là gì? C đúng không? Thì ta sẽ vẽ một cái tia gọi là tia BC. Đó. Vẽ tia này sao cho góc gì? Góc BAC này. Góc BAC bằng với gì? 20 gì? 20 độ. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ cần thực hiện thao tác đó là đặt cái thước này trùng với cái điểm B của tia BA, đúng không? Đó, và cái tia BA đi qua gì? Đi qua cái góc O này. Đó, và chúng ta sẽ tìm số đo ở đây là bao nhiêu? 20 độ. Và đây 20 đây. Đúng chưa? 20 này. Đó, vậy thì chúng ta chỉ cần đánh dấu 20 ra đây và chúng ta kẻ thôi. Được chưa? Đó, chúng ta kẻ tới. Chúng ta không cần phải kẻ tít ở cái điểm đánh dấu mà chúng ta chỉ cần kẻ đây để chúng ta lấy căn là cái góc của nó. Được chưa? Vậy thì đây sẽ là C và góc này sẽ bằng gì? 20 độ. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, với thầy 2K Vlog thì cái gì cũng trở nên đơn giản hết đúng không? Rồi, câu B này. Câu B người thì yêu cầu mình vẽ cái góc XCZ, góc X này, C này, Z này. Góc này này bằng tới 110 độ. Vậy người ta cho mình giờ là C gì? CX rồi. Vậy thì CX thì bây giờ chúng ta phải còn một cái tia nữa, đó là tia gì? Tia C, CZ. Đó, sao cho nó tạo được thành cái góc này? Sao cho tạo được góc gọi là góc XCZ này bằng bao nhiêu? 110 độ. Được chưa? Đó, vậy thì quy trình này thầy sẽ không nhắc lại nữa, giờ chúng ta chỉ cần đặt làm sao cho nó đúng thôi. Đây. Đặt cái điểm này nó trùng với cái góc gọi là góc C của tia C, CX này. Đó, sau đó chúng ta sẽ chọn đến vị trí 110 của thước. Được chưa? Đây là 100 này, 110 đây đúng không? Đấy, vậy thì 110 nó thẳng cái 70 này, chúng ta đánh dấu ở đây. Đó. Mục đích đánh dấu tít ở trên này để chúng ta gì? Đặt cái thước xuống cái khu vực mà chúng ta cần vẽ đây. Đó, vậy thì do đây nó dính vào nhau nên thầy sẽ vẽ ngắn đến đây thôi nhá. Đó, vậy thì đây chính là gì? C gì? CZ này. Đây chính là góc CZ và tạo được thành góc này là bằng bao nhiêu? 110 độ. Đó, hiểu chưa nào? Được chưa? Đấy, cái góc CZ của chúng ta bằng 100 này. 110. Đó. Xong. Câu C này là IDX, tức là IDX này. ID rồi, bây giờ chúng ta dựng góc X nữa làm sao cho bằng 80 độ. Rồi, vậy thì giờ chúng ta chỉ cần vẽ một tia gọi là tia gì? Tia gì đây các em? Tia D gì? DX nữa thôi, giờ đã có DI rồi thì giờ vẽ DX. DX bằng 80 nữa thôi. Đúng không? Đó, vậy thì đây. Này chúng ta thấy này, vẽ bên này chúng ta phải lấy vòng tròn màu đỏ nhá, được chưa?
Rồi, vậy thì 80 nằm đây đúng không? Đó, các em đánh dấu ở trên khu vực 80 và chúng ta sẽ nối cái thước xuống, gióng thẳng xuống. Được chưa? Chúng ta không cần phải kẻ hết, chúng ta chỉ cần kẻ đến đây thôi. Đây. Đó, được chưa? Vậy thì cái này gọi là gì? X. Vậy thì góc này sẽ bằng bao nhiêu? 80 độ này. Đó, xong. Tương tự như vậy thì EFI thì chúng ta sẽ có là EF rồi. Đúng không? Vậy giờ chúng ta chỉ cần dựng một cái tia gọi là tia FI nữa để làm sao cho cái góc FI này bằng 145. Đó, vậy thì góc FI. Bây giờ các em có thể dựng góc FI này ở nhiều góc độ, làm sao cho nó bằng 145 độ là được. Hiểu chưa? Đây, thầy có thể dựng theo chiều hướng này. Đây. Được chưa? Đây là 100. Đây là bao nhiêu đây? 140, 150. Nằm giữa 140, 150 là 140 gì? 45 này. Nằm giữa 40 với 50 này, cái nhỏ đây nhá. Đó, thì nó sẽ là 145. Đó, sau đó các em gì? Nối nó xuống thôi. Được chưa nào? Thầy đo lại coi. Trùng hết góc rồi đúng không? Rồi. Đây là 140 này, 150 này. Thì nó phải nằm giữa 140 và 150, đúng chưa? Đấy. Thì chúng ta sẽ đánh dấu cái điểm đó. Ở đây do cái sách của chúng ta nó rất là ngắn nên là thầy phải đánh dấu nó dòng vào tới đây. Đó, vậy thì đây chính là tia gì? FI. Và cái góc này bằng bao nhiêu? 145 độ. Xong. Được chưa? Đấy, chúng ta xong được bài 26 nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ sang cái bài 27 này. Bài 27. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA, vẽ hai tia OBOC sao cho góc BOA bằng 145, COA bằng 55 và tính số đo. Rồi, tức là bây giờ họ yêu cầu chúng ta dựng hình và họ cho mình là góc BOA này bằng 145 độ, góc COA này bằng 55 độ, yêu cầu mình tính góc BOOC. Đó, được chưa? Rồi, vậy thì để làm này thì chúng ta thấy nè, mặt phẳng bờ chứa tia OA. Đó, tức là chúng ta sẽ có một cái tia gọi là tia gì? Tia OA này. Đây, tia OA, thầy vẽ tia OA bất kỳ đây nhé. Đây, gọi là tia OA. Được chưa? Giờ chúng ta vẽ hai tia OB và OC, tức là vẽ một tia gọi là tia OB sao cho góc gì? BOA này bằng 145. Đó, vậy thì giờ chúng ta sẽ tìm cái B thôi. Đây, tìm OB. Thầy vừa đặt ngược thước đó. 145. Đây, giữa 140, 150. Nó là 145 thì nằm tít ở đây. Ta đánh dấu để chúng ta vẽ này. Đó, như vậy thì cái tia. Tia này sẽ là tia O gì? OB này. Đó, và chúng ta biết được cái tia này bằng bao nhiêu? 145 này. Được chưa? Được chưa nào? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cũng ở trên cái tia OA này. Giờ chúng ta dựng một cái tia gọi là tia OC. Sao cho góc COA này bằng 55. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dựng một cái góc 55 độ ở đây. Được chưa? Bây giờ góc này bằng 55 độ này. 55 độ thì nằm giữa 55 và gì? 60. Đó, thì nó nằm khoảng này, chúng ta đánh dấu và chúng ta sẽ kẻ.
Được chưa nào? Đấy, vậy thì đây chúng ta có tia gọi là tia O rồi, OC. Vậy thì cái góc này là góc bao nhiêu? 55 độ này. Đây, đánh dấu cái góc này bằng 55 độ nhé. Đó. Và giờ yêu cầu mình tính góc BOC, tức là góc B, BOC, tức là giờ mình sẽ tính cái góc này này. Đó, bây giờ mình sẽ phải tính cái góc này bằng bao nhiêu độ. Hiểu chưa? Đó. Vậy thì dựa vào đây chúng ta đã thấy cái tính chất và cái đường đi chưa? Cách để chúng ta đi chưa nào? Ta sẽ lập luận cái bài toán này dựa trên cái nguyên tắc là một cái tia mà nằm giữa hai tia thì tổng hai cái góc còn lại sẽ bằng gì? Góc gì? Góc lớn này, góc BOA, đúng không? Chúng ta sẽ lập luận này. Vì theo đề bài chúng ta có là gì? Vì hai cái tia đó là tia OB và O gì? OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng. Đây là theo đề bài đúng không? Trên nửa mặt phẳng bờ, tức là nửa trên, đúng không? Nửa trên của cái mặt phẳng này. Đó. Bờ mà chứa tia OA. Đó. Chứa tia OA. Đó, mà chúng ta chú ý này. Nằm trên cùng mặt phẳng bờ chứa tia nhưng mà nó không được bằng gì hoặc là lớn hơn 180 độ, nhớ nha. Đấy, mà người ta cho mình này. Mà cái góc gì? O A A O B chứ. Thôi B O A thì cũng được. Mà góc B O A này, B O A này, này sẽ lớn hơn cái góc gì? Góc C O gì? C O A. C O A. Tức là ở đây là bao nhiêu? 145 độ, đúng không? Sẽ lớn hơn góc gì? Góc bao nhiêu? 55 độ. Từ cái lý do này thì chúng ta mới có được nên tia gì? Tia OC này, này là cái tia nằm giữa, nó sẽ là tia nằm giữa hai tia là OA và OB. Đó, chính vì tính chất nằm giữa hai tia này thì chúng ta sẽ có do đó chúng ta sẽ có cái công thức này. Công thức gì? Góc AOB, tức là cái góc lớn này nè. Góc lớn luôn nè. Đó, góc này nhá. Góc AOB sẽ bằng tổng của hai góc. Tổng của hai góc là gì? Theo cái đề bài đi. Tổng của hai góc là BO gì? BOC này, BOC này cộng với góc nào nữa? Cộng với COA, đúng không? COA. Đó, mà bây giờ chúng ta đang cần tìm là tìm cái gì đây? Tìm BOC. Đúng chưa? Góc AOB chúng ta có rồi, cho rồi. Đó. Vậy thì suy ra này, AOB hay BOA đều như nhau đúng không? Đó, suy ra cái góc BOC này sẽ bằng cái góc tổng ở đây, tức là AOB, hay là chúng ta gọi là BOA thì cũng như vậy nhá. Đó, BOA này. Cái này chúng ta có thể viết là BOA cũng không có sai nha. Đó, hoặc là AOB nó không có sai, đây tính chất rồi. Trừ đi gì? Trừ đi COA. Được chưa? Đó, và chúng ta giờ chỉ việc thay vào thôi. Vậy thì suy ra BOC sẽ bằng 100 bao nhiêu? 40
45 độ trừ đi gì 55 độ. Được chưa? Vậy thì 145 mà trừ đi 155 thì ai cũng biết nó sẽ bằng 9 gì? 90 độ. Được chưa? Vậy chúng ta kết luận vậy góc BOC bằng bao nhiêu? Bằng 90 độ. Được chưa? Xong bài số 27 nha. Rồi, giờ ta đến với bài số 28 nè. Trên mặt phẳng cho tia AX có thể vẽ được mấy tia AI? Đó, sao cho cái tia AI, sao cho cái góc XAI này bằng 50 độ. Đó, vậy thì trên một mặt phẳng này, ví dụ tờ giấy của chúng ta là một mặt phẳng đúng không? Trong cái bài số 1 ta tìm hiểu mặt phẳng đó, đúng không? Vậy thì một cái mặt phẳng như là tờ giấy, đây là một mặt phẳng đúng không? Vậy thì ra một mặt phẳng này chúng ta có một cái tia này, có một cái tia gọi là tia gì? Tia AX này. Chúng ta kẻ cái tia AX này ra. Đây, tia của chúng ta đây là tia AX này. Đó. Vậy thì tia AX này này, từ cái tia AX này chúng ta có thể vẽ được bao nhiêu cái tia AI mà cái góc AI đó nó bằng 50 độ. Vậy chúng ta thấy cái tia AI này nó chính là bờ, bờ chia hai gì? Hai nửa mặt phẳng. Vậy thì nửa mặt phẳng đây gọi là nửa mặt phẳng trên và đây gọi là gì? Nửa mặt phẳng gì? Dưới, đúng không? Vậy thì chúng ta tạm ký hiệu đây là mặt phẳng trên là gọi là mặt phẳng số 1 này. Và ở dưới này chúng ta ký hiệu nó là mặt phẳng số gì? Số 2. Vậy thì chắc chắn ta sẽ dựng được hai cái góc trên gì? Hai nửa mặt phẳng này, đúng không? Đấy. Vậy thì mỗi cái góc này thì chúng ta sẽ dựng đó là bằng gì? Chúng ta dựng được một tia AI, đúng không? Bằng 5 gì? 50 độ. Đó ra chúng ta chỉ dựng ở trên, nửa trên nè, 50 độ, nửa trên một tia gọi là tia AI. Đây, 50 độ ở đây. Đó, chúng ta kẻ ở đây thôi. Đó, vậy thì đây là tia A gì? AI nè. Đó, đây chính là gì? 50 độ. Đó, trên mặt phẳng trên. Và ở mặt phẳng dưới nè, mặt phẳng dưới chúng ta cũng sẽ dựng được một tia gọi là tia AI. Đó, cũng bằng bao nhiêu? 50 độ nè. Được chưa? Đó, và kèm đánh dấu. Và chúng ta gì? Kẻ thôi. Được chưa? Vậy thì để không bị nhầm lẫn giữa cái trên này thì thầy sẽ ký hiệu đây là AI phải đi. Đó. Vậy thì cái này cũng sẽ bằng 50 gì? 50 độ. Vậy thì qua cái việc mà dựng như thế này, chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ dựng được bao nhiêu? Hai gì? Hai góc, đúng không? Vậy thì chúng ta có thể lập luận như thế này. Trên mặt phẳng, trên cái mặt phẳng, người ta cho mình tia, tia AX. Đó. Thì chúng ta có thể, ta có thể dựng, dựng như thế nào? Người ta kêu là dựng thôi, ghi là vẽ đi nhá. Ta có thể vẽ được gì? Được hai tia A gì? AI. Sao cho gì? Sao cho cái góc XAI này sẽ bằng 50 độ. Đó, cụ thể như sau. Cụ thể như sau, chúng ta lập luận rất là chắc chắn nha. Thứ nhất là trên cái nửa mặt phẳng ở phía trên này. Nè, ta đánh dấu này, trên nửa mặt phẳng 1 nhé. Trên nửa mặt phẳng 1. Tức là ở phía trên á, được chưa? Trên nửa mặt phẳng phía trên, hay chúng ta ký hiệu là mặt phẳng gì? 1. Có cái bờ chứa tia gì? Chứa tia gì? Tia A, AX. Đúng không? Ta chỉ cần vẽ tia gì?
vẽ tia AI, vẽ tia AI đúng không? Sao cho gì? Sao cho góc XAI này bằng bao nhiêu? Bằng 50 độ. Được chưa? Đó, tương tự như vậy chúng ta lập luận đối với mặt phẳng thứ hai, nửa mặt phẳng thứ hai. Trên nửa mặt phẳng, trên nửa mặt phẳng 2 có bờ chứa tia AX. Ta cũng vẽ một cái tia gọi là tia A gì? A gì đây? AI phải đúng không? Sao cho? Sao cho gì? XAI phải này cũng bằng gì? 50 độ. Đó, vậy thì đây chính là cái điều mà chúng ta cần gì? Cần phải tìm, cần phải làm. Được chưa? Rồi, xong cái bài 28 nha. Bây giờ chúng ta đến bài 29 nào. Hết giấy. Chúng ta có đủ giấy không? Còn ta lấy tờ giấy khác này. Ta thay tờ giấy khác đi nhá. Bài 29 này. Gọi OT, OT phải là hai tia nằm trên cùng một nửa mặt phẳng. Bờ là đường thẳng XY đi qua O. Biết X OT bằng 30, Y OT phải bằng 60. Và tính cái số đo góc. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem người ta yêu cầu mình tính cái gì nào. Tính là IOT và TOT phải. Đó, hai cái góc này bằng bao nhiêu độ này. Đó, bây giờ chúng ta sẽ dựng cái hình trước đó đi. Hai tia nằm trên cùng nửa mặt phẳng bờ A XY đi qua O. Đó, tức là ta sẽ có một cái tia gọi là tia XY này. Đó, và tia XY này sẽ có một cái điểm gì? Điểm O. Được chưa? Rồi, vậy thì bây giờ là trên nửa cái mặt phẳng này nè. Thì chúng ta bờ XY này, chúng ta sẽ dựng một cái gọi là XOT bằng 30 độ. Đây là có OX rồi, bây giờ chúng ta sẽ dựng một cái tia OT nữa để bằng 3 gì? 30. Được chưa? Đấy, ta dựng tia OT này 30 độ đây. Được chưa nào? Đó. Vậy thì 30 độ ta đánh dấu, chúng ta kẻ hạng. Đây gọi là O gì? OT. Vậy thì chúng ta biết được cái góc này này bằng 30 độ rồi. Được chưa? IOT phải tức là bên này. IO giờ chúng ta dựng một cái T phải nữa bằng gì? 60 độ. Đây T phải. Ta dựng một cái tia OT nữa để tạo thành một cái góc 60 gì? 60 độ. Đây, 60 đây. Rồi, chúng ta đánh dấu và chúng ta kẻ thôi. Đây gọi là gì? T gì? T phải đúng không? Đó, vậy thì cái góc này bằng gì? 60 độ. 60 độ. Được chưa? Rồi, bây giờ yêu cầu mình tính góc IOT. IOT. Đó, tức là mình sẽ phải tính cái góc này. Góc này nè. Được chưa? Đó, được chưa? Và góc gì? TOT phải và một cái góc này. Đây này, góc TOT phải này đây này. Đây thầy sẽ đánh dấu cái này ở phía trong rồi nhá. Được chưa? Đó. Ta phải tính hai cái góc mà thầy vừa đánh dấu đó. Được chưa nào? Vậy giờ chúng ta sẽ áp dụng các cái tính chất của nó để ta gì? Ta tính nào. Trước hết ta sẽ tính góc IOT đi nhá. Tính nè. IOT. Được chưa? Để tính được cái góc IOT này này thì chúng ta cũng lại lập luận theo dạng góc gì? Góc kẻ bù. Được chưa? Chúng ta biết góc XOT. XOT này với lại góc gì? IOT đây là hai góc gì? Hai góc kẻ bù, tức là cái góc XOT này này. XOT là góc 30 độ này, này với lại cái góc IOT
là cái góc lớn này chúng ta cần phải đi tìm này. Nó chính là gì? Hai cái góc kẻ bù. Mà hai góc kẻ bù thì có số đo bằng bao nhiêu? 180 độ, đúng không? Đó, vậy thì giờ chúng ta sẽ lập luận này. Theo bài ra, thầy thì hay sử dụng từ theo bài ra nhé, hoặc chúng em sử dụng từ vì cũng được. Theo bài ra thì ta có góc XOT này và góc gì IOT này là hai góc gì, hai góc kẻ gì, kẻ bù. Nên chúng ta có điều gì? Tổng của hai góc này sẽ bằng gì? 180 độ. XOT cộng IOT sẽ bằng 180 độ. Nó là hai góc kẻ bù, đúng không? Mà bây giờ chúng ta đang tìm Y gì? IOT. Vậy thì suy ra IOT sẽ bằng 180 độ trừ đi gì? XOT. XOT có rồi, ta thay vào số rồi thôi. Vậy suy ra IOT sẽ bằng 180 độ trừ đi gì? 30 độ. Được chưa? Rồi, vậy thì suy ra góc IOT ta tính được sẽ bằng 150 gì? 50 độ. Đó, bây giờ ta tính được cái góc này rồi. IOT tức là góc này, đó, nó bằng bao nhiêu rồi? 150 độ. Được chưa? Rồi, bây giờ tính cái góc còn lại này thôi, quá dễ rồi, khỏi phải chỉ hình gì nữa nhá, ta tính luôn nha. Rồi, tiếp theo ta sẽ tính góc TOT, T phải nè, được chưa? TOT phải nè, cũng lập luận như vậy thì theo bài ra, tức là chúng ta sẽ đưa cái thằng OT phải này nằm giữa OI và OT. Theo bài ra thì chúng ta có nè, OT phải nằm giữa gì? OI và OT. Đấy, nằm giữa chỗ này các em phải ghi rõ là chữ hai tia nha. Đấy, không có là thầy cô lại bắt lỗi. Nên chúng ta sẽ có điều gì đây? Góc IOT sẽ bằng tổng của hai góc là Y gì? OT, T phải cộng với TOT, T phải. Được chưa? Đó, nên là chúng ta sẽ suy ra này. Góc ta đang tính là TOT, T phải sẽ bằng IOT trừ gì? IOT, T phải. Chúng ta chỉ việc thay số mà thôi. TOT phải này, IOT vừa tính xong ở trên sẽ bằng 150 độ trừ IOT có chưa? 60 gì? 60 độ. Đó, vậy thì suy ra góc TOT, T phải này sẽ bằng 9 gì? 90 độ. Đó, vậy thì từ hai cái việc này thì chúng ta đã có lời giải rồi. Vậy góc IOT bằng bao nhiêu? 150 độ. Và góc gì? Góc TOT, T phải bằng 90 độ. Đấy chính là điều mà chúng ta phải tìm. Được chưa? Rồi, xong nhá. Rồi, như vậy thì đến đây chúng ta đã thực hiện xong cái bài số mấy, số 6, số 5 rồi. Và như thường lệ đến cuối video, các em đừng quên chia sẻ video và giới thiệu kênh của chúng mình đến các bạn đang học trong lớp, trong trường nha. Và trên kênh của chúng mình đã có đầy đủ hết tất cả các video về toán và hình học, cũng như là gì, các cái đề kiểm tra giữa kỳ 1, giữa kỳ 2, cuối kỳ 1, cuối kỳ 2 cả năm, v.v. Rồi, tạm biệt các em.